Xin kính chào quý vị. Hải Công Minh đang có mặt tại văn phòng Facebook ở số 1 đường Hacker, vùng vịnh San Francisco, phía bắc thành phố San Jose. Lái xe khoảng 40 phút quý vị. Và nơi đây là nơi trụ sở chính của Facebook toàn cầu. Nào giờ mình xài Facebook được điều khiển quản lý là tại đây nè quý vị. Và bây giờ là trưa ngày thứ tư 31 tháng 3 2021 quý vị. Trời đang nắng đẹp, nhiệt độ giờ khoảng 25 độ C. Hoa đào xung quanh trụ sở Facebook nở rực rất là đẹp đấy quý vị. Và ở đây có cái tên đường rất là độc đáo là số 1 đường Hacker. Hacker là những người giống như là tin tặc cái gì vô đánh chiếm password, mật khẩu của Facebook của mình đó. Đó, như Facebook như là thách thức hacker và đi du lịch bờ Tây Hoa Kỳ thì ai cũng muốn đến chụp hình ngay chỗ này cái gì để đến cái nơi mà nào giờ mình xài Facebook mà mình không biết là cơ quan đầu não nằm ở đâu, thì nằm ở vùng phía tây của vùng vịnh San Francisco cái gì, cạnh với lại thung lũng Silicon đó. Và xung quanh cái gì thấy cây thông thơm, mùi thông cái gì, mùa này nó có trái nè. Và bên ngoài toàn bộ là khung cảnh của đường phố phía tây vùng vịnh San Francisco quý vị. Đó, đến San Jose, du lịch San Francisco, bờ Tây Hoa Kỳ. Nhớ đến chụp hình trụ sở Facebook nha quý vị. Đó, mình bấm like, xe chia sẻ đó, cái dấu hiệu ngón tay gì. Ở đây mình đi một vòng vô trong cái khu văn phòng như vậy xem. Mùa này mình đi vòng vòng thung lũng, mình thấy hoa đào nở đều rất là đẹp cái gì. Đó, phía trong đó là văn phòng cái gì. Cái biển chụp hình thì nằm ở ngoài. Đó, vô đây nó giống như mấy khu công nghiệp Biên Hòa, khu công nghiệp Tân Thuận cái gì. Mỗi lóc nhà là văn phòng làm việc. Và bên ngoài mình đi giống như công viên vậy đó. Rất là yên bình. Nhưng mà không ngờ ở đây là trụ sở của Facebook cái gì. Toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, livestream, video cái gì coi. Khi cái gì up lên nó tải về đây nè, gọi là những cuộc gọi nó úp về đây, rồi từ đây nó mới phân bổ lại toàn cầu qua vệ tinh toàn thế giới vậy. Đó, đây là cái đường đi ra bãi xe khi mình vô mình tham quan chụp hình đó. Đây là đường Willow Road vậy. Willow là giống như cây liễu á. Đó, gì thấy nghe chim hót. Chiều nay mình đi hai nơi là trụ sở của Google, lại Facebook là gì. Từ nhà chạy lên đây khoảng 40 phút nè. À, đi cho biết cái nơi mà mình xài Facebook, mình search Google, mình up YouTube á, mà mình không biết nó quản lý ở đâu. Đó. Rồi, ra xe đi về cái gì. Bữa nay quay nhiều rồi đó. Rồi, hãy comment đã có mặt ở trụ sở Facebook toàn cầu, thành phố Bắc San Jose.
Bắc California, miền biển Tây Hoa Kỳ quý vị. Thank you quý vị. Goodbye.